Chào cả nhà nha. Hôm nay thì mình lên cái clip giới thiệu với cả nhà cái lưới cá chạch nha cả nhà. Cái này là lưới để chiên mình đánh cá chạch nè. Một tay nó thì cỡ 90 95 m nha cả nhà. Đặc biệt lưới cá chạch này nó không có xài phao nha. Ở trên là không phao nhưng mà ở dưới là chì bự nha anh em. Nó chì bự nó nặng. Đặng cho cái lưới nó sát đáy sình nha, cá chạch nó lủi lủi dưới thì dính nha anh em. Cái này là lưới thái xanh nha. Chiều cao từ ở trên đây xuống dưới chì thì nó tầm 4 thất nha anh em. Nó tầm 4 thất. Và lưới này nó mình đánh là đánh chìm. Lưới cá chạch này thì nó có lỗ 2 phân 3 dưới lỗ 2 phân 5 nha anh em. Để mình đánh cá chạch cơm hay chạch lấu gì cũng được, tại vì chạch lấu nhìn nó bự vậy chứ cái đầu nó cũng nhỏ nha anh em, nó đút cái đầu vô lỗ lưới vẫn dính bình thường nha. Nói chung là này đánh chạch cơm chạch lấu đều được hết. Rồi anh em nào mà cần lưới cá chạch thì liên hệ mình ha, số Zalo mình là 0936059090 nha anh em, hàng mình ship toàn quốc. Rồi chào tất cả anh em nha.